Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh Cận Cảnh với những thông tin an ninh trật tự an toàn xã hội vừa cập nhật. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng quay Đức đến với những thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tàn trữ trái phép chất ma túy và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Yến, 39 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa, Trước đó, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Thuận đang làm nhiệm vụ tại km 1552 quốc lộ 1, tiến hành dừng kiểm tra xe mô tô do anh Phạm Văn Cảm, 39 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa điều khiển, chở theo sau một phụ nữ tên Nguyễn Thị Kim Yến, 39 tuổi, trú Khánh Hòa. Quá trình làm việc, Yến xuống xe và bỏ đi khỏi chốt. Phát hiện có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã kiểm tra hành chính đối với người phụ nữ này. Qua đó phát hiện trong túi sách của Yến có dụng cụ sử dụng ma túy đá và cân tiểu ly nên tổ công tác yêu cầu giao nộp. Tại cơ quan chức năng, Yến khai nhận sử dụng ma túy đá và lấy ra một bịch ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Yến khai là ma túy đá. Test nhanh cho thấy Yến dương tính với ma túy đá. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao người tăng vật có liên quan cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm thụ lý theo quy định Công an tỉnh Chỉnh Long đang ráo riết truy bắt nghi phạm dùng súng bắn chết người, làm bị thương hai người khác, sau đó đốt nhà của nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm BQH, ngụ phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đã dùng súng chưa rõ loại bắn ba người gồm ông HNC, bà NTKH và anh HBD, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thích. Sau khi bắn ba nạn nhân, H còn dùng xăng đốt nhà của ông HVB, cha ruột của anh D, rồi lên xe máy biển kiểm soát 74 f tám tẩu thoát. Người dân nhanh chóng đưa ba nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, bà H đã tử vong trên đường đi. Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy bắt nghi phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh D vay tiền nhưng mất khả năng trả. Có người đã nhiều lần đến đòi nợ nhưng anh D không trả được, dẫn đến vụ việc trên. Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra truy bắt nghi phạm lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 3 tầng trong hẻm đường Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại căn nhà gồm một trệt, hai lầu nằm trong hẻm 453 Lê Văn Sĩ, quận 3. Phát hiện cháy, người dân trong khu vực đã hô quán tìm cách phá cửa chập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Theo người dân, thời điểm xảy ra quả quạng, bên trong căn nhà trên có 5 người. May mắn là tất cả đã thoát nạn kịp thời. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 3 điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Dù quả quạng không gây thiệt hại về người, nhưng căn nhà và nhiều tài sản bên trong gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Bức tường của hai nhà liền kề cũng bị ám khói đen. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Công an quận Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ và làm việc với 4 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ, vận chuyển, mua bán hơn 1 tấn pháo nổ. Cụ thể, công an huyện Đức Linh bắt quả tang LVN 51 tuổi trú tại phường 4 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe ô tô bán tải hiệu Mazda gắn biển số giả, vận chuyển pháo nổ từ biên giới Campuchia thuộc tỉnh Bình Phước về xã Chủ Hòa, huyện Đức Linh để giao cho bà LTT 52 tuổi trú tại xã Chủ Hòa, huyện Đức Linh. Kiểm tra xe ô tô, tổ công tác phát hiện 22 bao tải, bên trong có chứa 400 hộp pháo hoa loại 49 ống phóng, 40 hộp pháo hoa nổ loại 100 ống phóng và 18 bịch pháo bi, tổng trọng lượng khoảng 849 kg. Từ lời khai, Công an huyện Đức Linh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng NNT 39 tuổi, trú tại xã Sùng Nhân, huyện Đức Linh, phát hiện thu giữ thêm 93 hộp pháo hoa nổ, 3 bịch pháo bi, tổng trọng lượng 183 kg. Tổng trọng lượng pháo thu giữ được ở hai địa điểm trên lên đến 1.032 kg. Hiện công an huyện Đức Linh đã tạm giữ 4 đối tượng có liên quan và công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường lực lượng từ các đơn vị nghiệp vụ để phối hợp mở rộng điều tra. Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 2 tháng Dương Công Hiệu, 47 tuổi, ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Hiệu chạy ô tô rồi đốt 4 chiên pháo qua, chạy đến trung tâm thương mại rạch sỏi, sau đó Hiệu lái xe chạy vòng tròn trên đường, chưa dừng lại đó, Hiệu còn múa côn nhị khúc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người đi đường. Hiệu trước đó cũng đã làm việc này và người dân địa phương đã nhắc nhở nhưng vẫn phất lờ. Hiện công an địa phương vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 26 tháng 1, tại đường Lê Quang Đạo, phường mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan khiến cho 6 ô tô đâm vào nhau. Cụ thể, 5 ô tô con và một xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình đi đại lộ Thăng Long. Khi đến trước dạch dừng đèn xanh đỏ tại nút giao đường Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, sáu phương tiện bất ngờ xảy ra gia chạm. Được biết, khi xảy ra tai nạn, ô tô bán tải bất ngờ gia chạm với một ô tô rồi đâm thẳng vào đuôi xe tải. Tiếp đó, chiếc xe tải đâm dồn toa vào các xe còn lại. Tại hiện trường, các xe bị hư hỏng nặng phần đầu và phần đuôi. Riêng ô tô bán tải hư hỏng nặng nhất khi biến dạng đầu xe, bung túi khí. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã cử cán bộ chiến sĩ tới hiện trường phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn chất ma túy với các tài xế, cảnh sát không phát hiện vi phạm. Hiện công an quận Nam Từ Liêm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên quan trên đường Nguyễn Sý, phường Tân Quý. Theo đó, ô tô bán tải chạy trên đường Nguyễn Suý theo hướng về đường Gò Dầu. Khi đến trước một quán nhậu, phương tiện này bất ngờ tông một xe máy hút văng nam shipper đang đứng chờ giao hàng cho khách. Tiếp đó, ô tô bán tải lao về phía trước, tông tiếp xe ba gác bán rau củ sát lề đường, rồi ủi tiếp một xe đẩy bán rau câu rồi mới dừng lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều người đang mua hàng rau củ quả, quản loạn tháo chạy. Tại hiện trường, các phương tiện bị tông văng đổ ngã xuống đường, rau củ dương vãi khắp nơi. Nam shipper bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hải Dương thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Lam, 32 tuổi, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo Cơ quan Công an, Lam quản lý hơn 20 người đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến Hải Dương làm lao động xây dựng nhà xưởng doanh nghiệp trong khu công nghiệp, lương 300.000 đồng một ngày một người, một nửa số này là người nghiện, nên Lam thỏa thuận sẽ cung cấp ma túy cho họ với giá 100.000 đồng một gói. Cuối tháng cộng dồn trừ vào lương. Khám xét một phòng trọ ở xã An Bình, huyện Nam Sách do Lam thuê, lực lượng chức năng phát hiện 12 gói giấy cho một túi ni lông tổng khối lượng 2,197 gram. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, thời tiết rét đậm rét hại đã khiến cho lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng nhanh, đặc biệt là các bệnh nhi và bệnh đột quỵ. Các bác sĩ cảnh báo số lượng bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Chỉ giới triệu chứng ho, sốt nhẹ, bệnh nhi này khi nhập viện đã biến chứng suy hô hấp, phải thở oxy do mắc virus RSV hợp bào hô hấp. Thời điểm lạnh như hiện tại cũng là điều kiện thuận lợi cho virus này phát triển. Chiều thứ bảy đang ngồi chơi một lúc thì cứ thấy cháu ngặt cổ là cháu không thở được thế là sang bác sĩ bác ấy, mày có bác sĩ mấy tối tối có bác sĩ bác đo nồng độ oxy oxy cháu lần cháu bị tụt trung tâm nhi khoa của bệnh viện Bạch Mai số lượng trẻ thăm khám nhập viện điều trị trong những ngày này tăng hơn so với trước đó khoảng 20% nhiều bệnh nhi do bố mẹ chủ quan nên khi nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng thậm chí là rất nặng sốt cao co giật còn tại trung tâm đột quỵ bệnh viện Bạch Mai số lượng bệnh nhân nhập viện mỗi ngày lên tới hơn 50 người đa phần các bệnh nhân đều đến trong tình trạng nặng, hôn mê sâu, liệt nặng. Trong đó tỷ lệ bệnh nhân dưới 40 tuổi cũng gia tăng. Không kiểm tra nhưng mà trước đấy một hai hôm thì cảm giác tay của mình, mày ngón tay mình, nó cứ cảm giác tê 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 bên bàn tay nhưng mình cũng không 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 để ý lắm bởi vì người vẫn cứ bình thường thì chỉ gọi là đen người nghĩ là rét tóc đây số lượng bệnh nhân trẻ bị đột quỵ gia tăng đồng thời một phần những nguyên nhân là bệnh nhân thường sẽ bị như cái bị rối loạn chuyển hóa thừa cân béo phì ngừng thở khi ngủ chẳng hạn đi cùng tăng huyết áp và tiểu đường thì người trẻ thường hay chủ quan và đến viện trong giờ muộn nên thế tốt nhất những người có bệnh là nhiều tăng huyết áp tiểu đường thì mình chú ý giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh này tránh tiếp xúc với lạnh đột ngột Do những ngày trời lạnh dễ bị hạ thân nhiệt khiến tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm điều này làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở những người vốn có sẵn yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp rối loạn mỡ máu đái tháo đường hút thuốc lá vì vậy các bác sĩ khuyến cáo cần giữ ấm cơ thể không được để nhiễm lạnh đột ngột đặc biệt với người già và trẻ nhỏ Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh Cận Cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này vào lúc 14 giờ 50 phút hôm nay trên sóng truyền hình hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An.